tạo sự hồi hộp để khơi dậy tâm lý tò mò của người nghe. Tò mò luôn muốn tìm hiểu về những thứ chưa biết, đó là bản tính của con người. Trong diễn thuyết, chúng ta có thể thu hút sự chú ý của mọi người bằng cách lợi dụng bản tính này. Một giáo sư địa lý giảng bài cho sinh viên. Khi bắt đầu, lớp học rất ồn ào, nhưng giáo sư không hề tức giận. Ông lấy từ trong túi ra một viên đá ném và nói, viên đá đen và nói: "Các em hãy chú ý, đây là một hòn đá rất quý giá. Ở nước ta chỉ mình tôi có hòn đá này." Các sinh viên im lặng bởi họ đã bị hòn đá đen thu hút. Mọi người đều tự hỏi, đây là đá gì mà quý như vậy? Khi các sinh viên đã trật tự và nhìn hòn đá với đôi mắt tò mò, vị giáo sư bắt đầu nói về cuộc thám hiểm Nam Cực. Cuối cùng, mọi người đều biết hòn đá đen đó được phát hiện và lấy về từ Nam Cực sau một chuyến thám hiểm. Đây chính là phương pháp tạo sự hồi hộp, dùng một hoặc vài sự vật để nắm bắt tâm lý người nghe và khơi dậy sự tò mò của họ. Nhưng cần phải chú ý, những sự vật này phải có liên quan tới chủ đề diễn thuyết. Một phóng viên nổi tiếng người Mỹ đã mở đầu như thế này trong một bài diễn thuyết. Có một ngày, khi tôi đang đi trên đường phố, tôi gặp một người mặc trang phục phương Đông, thế nhưng người này trông không giống người Ả Rập chút nào. Anh ta có đôi mắt xanh, trong khi người Ả Rập thường có mắt đen hoặc xám. Đoạn mở đầu này đã khiến người nghe tò mò, hy vọng có thể nghe tiếp để xem người đàn ông đó là ai, tại sao anh ta lại cải trang thành người Ả Rập, anh ta làm gì và sau đó thế nào. Lúc này người nghe đã bị thu hút bởi lời nói của bạn. Tiếp theo, bạn có thể nói về quan điểm của mình. Muốn diễn thuyết thành công trước đám đông, trước tiên bạn phải giỏi trong việc mở đầu bằng cách khơi dậy sự tò mò của người nghe.